Rồi, chào mọi người. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người một cái máy mặt khuôn mẫu của hãng Total à. Thì cái hãng này nó giới thiệu đây là có 52 cái chi tiết nhỏ trong đây. Cái máy cũng được điều chỉnh tốc độ dòng điện qua tốc độ nó là 10.000 cho đến 32.000 vòng phút tùy điều chỉnh nha. Công suất là 130W. Đó. Đầu là 3 ly 2 nha, đầu kẹp 3 ly 2. 100 chi tiết. Rồi khuôn máy người xem nha. Thì hàng Total là hàng được phân phối tại độc quyền tại Việt Nam do một công ty TBC nó đứng ra phân phối. Thì trên đây cái thẻ bảo hành của chính hãng nha. Hãng TBC đứng ra bảo hành nha. À, mọi người mua những hàng này cũng yên tâm. À, tôi khui ra ha. Đây. Thì đây là hướng dẫn sử dụng. Thì công suất máy thì tôi cũng không giới thiệu nữa ha. Thì nó phụ kiện nó gồm những gì? Phụ kiện này thì nó ít hơn mấy cái máy trước từ đó nhiều á, ít hơn quá trời. Thì cái phụ kiện này nó làm cái hộp nó không có đẹp bằng của thằng Asetek. Asetek nó làm cái hộp từng cái cái nào ra cái đó nó làm rất là, để tôi khui cái này nữa xem. Asetek nó làm từng cái ha, nào ra cái đó. Đây, thì cái hộp chứa đồ nó đây. Thì trong một cái túi này nó sẽ có ba cái đầu chuyển đây, một cái đầu, hai đầu, ba cái đầu chuyển ha. Đó, ba cái đầu chuyển, rồi một số cái nhám tròn thì nó cũng giống như ASUS thôi, nhưng mà này nó bỏ trong cái bịch, trong cái hộp nó không thiết kế cái từng cái nút để chúng ta chọn vô, người ta bỏ trong cái bịch. Ở đây một cái đầu, mấy cái đầu chuyển nè, đầu chuyển nhỏ nè, đổ ra xem nha. Đổ ra cái xem cái trong đây gồm những cái gì. Thì trong đây nó cho mình là hai cái mũi khoan này, mũi khoan sắt nè. Đó, hai mũi khoan. Ba cái đầu chuyển. Đầu chuyển này để chúng ta chuyển đổi giữa các mũi đó, các mũi á ha. Ba cái đầu chuyển. Đó. Hai cái. Đây nè, ba cái đầu chuyển ha. Một cục đâm mài. Đá mài thì thay vì trong cái hộp người ta bỏ vô thì này nó bỏ trong bịch vậy đó ha, nó không có từng hộp nên nó không có chuyên nghiệp lắm. Rồi cũng các cái nỉ ha, bốn đầu nỉ, rồi một cái đầu này để thay thế cho công trên đây nè, đầu thay. Rồi nguyên cái chùm này 2 4 6 8 10 12 14 16 16 cái nhám như vậy ha. Đó, 16 cái nhám cuộn á. Trong hộp này nó có những cái đắt này gì đây, trong đây nó là đá cắt, mấy đá cắt nhỏ nè, đá cắt. Nó cho chúng ta được hai hộp đá cắt, không, một hộp đá cắt, một hộp đá cắt, một hộp nhám, một hộp đá cắt là một hộp với nhám, một bộ chỗ than dự phòng, một bộ này là các đầu mài nè, các đầu mài đó, đầu nói, đầu mài nhỏ đó, đầu mài, rồi cái cục trục này để gắn vô mấy đầu nhám này nè. Thì trong đây nó có đây một cái trục này để nó gắn vô đầu nhám này ha. Đó, cái đầu nhám, những cái đầu mài đa phần đầu mài không. Anh thiết kế này một cái đầu mài tròn, đầu này có 5 mài nè, tròn ha. Này là cái cây không biết làm cái gì. Rồi cái khóa. Rồi, với một cái đầu này để gắn những cái giấy nhám vô á, cái đầu này để gắn những cái tờ giấy nhám trong đây nè ha. Xí góc ra cặp vô để chúng ta gắn vô xài. Một cái đầu là đầu vít. Đó. Giờ nó chỉ trang bị cho chúng ta như đó thôi. Thì so với thằng ASUS thì này nó còn thiếu quá trời. Này nó còn thiếu những cái đầu đánh bóng nhỏ là thiếu ha. Đó thì tôi tò cho bị thôi. Rồi chúng ta quay lại cái máy. Đây cái máy, cái máy này thì công suất là 130W, nó giới thiệu rồi ha, 130W, năm công suất 2017, tốc độ 10.000 vòng, 10.000 đến 32.000 vòng trên phút. Đó, có tốc độ điều chỉnh nha.
cắm điện vô xong bật lên rồi nó chạy đó, đang nguyên với số 6 nè, giảm xuống giờ giảm theo quay chậm nè, tăng lên đó, tắt đi. Thì trên đây có cái nút nè, nút mà giữ nè, xả ra rồi chúng ta nhét những cái đầu này vô, siết lại rồi cứng rồi đó, bật lên nó xài nè. À, vậy là chúng ta mài đó, à, mài đánh bóng những chi tiết nhỏ đó rất là tiện ha. Rồi tắt đi, tháo ra. Còn cái dây này, cái dây này là cái dây nối nha, cái dây này là cái dầu dây đầu nối để chúng ta cầm gì chúng ta mài dũa cho nó tiện, không mỏi tay đó. Thì gắn này vô sao, cái này nhiều người lúc đầu tôi cũng lông cộng nó mới gắn đâu, mà sau này cái này tôi biết rồi ha, khi mà gắn đầu này phải gỡ cái cục này ra bỏ đi, và cái đầu này kéo ra nè, chọc vô đây trước, siết lại nha, đó siết lại, bóp vào nhà siết cứng lại rồi cứng rồi đó. Rồi tôi mới chập đầu này vô ha. Rồi chập vào vô thì ở đây đầu này cũng vậy, ta mở ra thì ta bóp nó lại, bóp lại đó, giải ra, quay bóp này ta nhét đầu vào, siết lại rồi cứng rồi đó. Chúng ta bấm đầu chúng ta xài thôi. Rồi đây nó chạy nè, chạy đó, nó chạy đó, thì tôi đang mở hoạt động rồi đó nè. Vậy nó mài tốc độ cũng đang quay nè, quay chậm ha, người xem này quay chậm đang quay đó. Dạ, nó đang quay. Này chúng ta mài chậm chờ người ta. Rồi nguyên bộ máy mài khuôn mẫu của hãng Toto nhỏ nhé, của hãng Toto thì bên cửa hàng tôi đang bán với giá là 650.000 mọi người ha. Thì mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với tôi số điện thoại bên trên màn hình nha. Rồi thôi, cảm ơn mọi người, rồi xin chào.